Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của lô Cơ Thành Đình ạ à. Đi chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông Vâng, bác là cần mua hàng và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác Vâng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 Cũng như cái video này là video thứ hai trong ngày Khi các bác chốt đơn các bác nhớ cái mã của từng cái lô máy nha Đó các bác thích lô hôm nay là lô chữ E, tối là lô chữ E Ờ, các bác thích con số E10 chẳng hạn Honda gửi 25 đẹp xuất sắc nhắn tin cho một tin nhắn chốt E10 rồi nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận tên là xong hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng các bác được quyền kiểm tra máy được quyền test nổ máy nha vâng video tối này thì rất đẹp nha đến từ những thương hiệu như Maruyama, Sirewa, Echokurit, Mitsubishi Uh, honda toàn những cái thương hiệu hàng hệ nổi tiếng và bên ông cơ Thành định chuyên những mặt hàng hệ nhỉ? dân thợ chúng em gọi là hàng hệ những cái mặt hàng chính hãng nhật sản xuất chứ không phải trung quốc xuất nhật nha cũng có một số kênh người ta bán hàng trung quốc xuất nhật người ta nói như hàng nhật bãi uh, em thấy là cũng uh, nói chung là người ta nói cũng đúng tại vì nói thật tiền nào vải đó uh, cái con người ta nói trung quốc xuất nhật người ta nói hàng nhật bãi nhưng mà cái giá quan trọng là cái giá của nó nha người ta cũng bán chuẩn đó, nhưng mà bên ông Quy Thịnh Định thì lại khác nha Toàn bán những mặt hàng chính hãng, những hàng hệ nổi tiếng Ví dụ như Honda, đó, Sinawa S45 này Đó, những lô ngày hôm nay có những con này Mitsubishi TL26, TB26, TL23, TU26, Echokurit 260 Sinawa Shop ba số 250 Maruyama đó các bác có thể thấy ạ Toàn những cái thương hiệu hàng hệ, những mặt hàng nói chung là nổi tiếng Những cái thương hiệu mà có tên, có tuổi và hầu như những cái thương hiệu này hầu như tối nào cũng có hết khi các bác chốt chậm trong hụt các bác có thể nhấn nút và bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo ngày nào cũng phát sóng ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày nha vâng và trước khi review em sẽ hướng dẫn cách sử dụng ạ à. sáng ra hoặc đâu ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng tùy theo từng cái dòng ne đa phần ở bên tay phải này bắt đầu khởi động nhấc lên nổ rồi thả xuống một số ít bên tay trái ví dụ như có một số con maru với bên, bên tay trái thì các bác làm ngược lại nha bắt đầu khởi động thả xuống nổ rồi nhấc lên thả xuống là đóng ờ, nhấc lên là nổ còn bên tay phải nhấc lên là nổ đóng thả xuống là nổ đó các bác phải biết được cái chiều le <laughs> đóng hay mở để các bác sử dụng nó mới dễ sử dụng nó mới dễ dễ nổ được nha các bác vẫn đó là nút sáng ra hết xăng một trong ngày không sử dụng thì mình làm thao ra như vậy còn khi mà nó nổ như bây giờ thì các bác không cần phải bơm xăng nữa không cần phải đóng le nữa giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ à. chữ E ngày 26 tháng 12 E1 giới thì cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama Ma JC 23S 23cc lòng 32 đi Vâng con này thì đẹp xuất sắc cho các bác rồi Đó từ cái bình xăng rin này có thể thấy ạ Trắng tươi nha Đặc biệt hơn phiên bản này cũng có trợ lực Trợ lực bằng nó so nha Giật rất nhẹ nhàng Chế ga ngang chế qua đồ chế một kim Đặc trưng của những thương hiệu Maruyama Và với những thương hiệu Maruyama Ma máy đều có dập nổi Made in Japan dập nổi nha và đặc biệt hơn nữa, phiên bản này đang sử dụng bố tùm rời, tùm nhôm, bố côn 260, tùm côn thông dụng, tay gà dỡ. Vâng, với những phiên bản tùm rời bố côn 260 này, nó vừa với lại Mitsubishi, vừa với Honda, vừa với Komatsu. Nói chung là vừa với rất nhiều cái thương hiệu khác nha, đó là bố tùm thông dụng. Các bác có thể vừa phát cỏ, dùng con máy phát cỏ, hoặc là một số bác mua máy phát cỏ về tận dụng vào những cái việc khác nữa. Bỏ cái đầu máy ra, gắn máy vào máy xịt thuốc hay độ chế cái gì đó thì các bác chọn những con tùm rời nha. Còn máy móc thì một con Tum liền và một con tôm rời nó cũng chất lượng như nhau nhưng mà con tôm rời bao giờ cũng cao tiền hơn một chút nha. Vâng em một ngày hôm nay giá chỉ 1 triệu 350 000 đồng nha. 1 triệu 350 000 đồng. E1 cho thương hiệu Maruyama. Phân khúc 23cc lòng 32 ly. Các bác lưu ý giá này đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Về tới nhà là giá như vậy ạ. Vâng, giới con E2 giới cho chú bác một con đến từ thương hiệu Marujangma nữa. Con này cũng tương đối là đẹp nha. Marujangma KC 26LX 26cc lòng 34 ly. Đặc biệt hơn phiên bản này có trợ lực bằng con kéo, nghĩa là các bác kéo lên, thả xuống cái cốt nó giật nổ máy cho mình. Đó rất thích hợp với bác làm cao tuổi trẻ phụ nữ à, à, nghĩ là cái giật máy nó, nó nặng ạ, các bác chọn những con này. Đó các bác chỉ cần kéo lên có thôi. Cái cót nó giật máy cho mình ạ. Vâng với phiên bản này cũng đang sử dụng chế ga ngang Wamoro chế một kim tôm liên Và đặc biệt hơn với những phiên bản đời cao thì nó sử dụng tay ga bóp hệ xịn giò nha Đầu bò riêng cho các bác Vâng E2 chỉ có giá 1 triệu 650 000 đồng nha E2 1 triệu 650 000 đồng cho thương hiệu Maruyang Ma Vật khúc 26cc đồng 34 ly trợ lực bằng con kéo ạ à. Nghĩa là bây giờ các bác kéo lên này nhẹ nhàng thôi Thả xuống Đã nổ dây giật trắng tinh nha Đó các bác thấy đấy, cái cốt nó giật nổ máy cho mình, không gần như là không mất sức như các bác. Vâng nghe hai hôm nay bán xà cho các bác chỉ 1 triệu 650 000 đồng cho thương hiệu Maru Trang Ba. khúc 26 cc lòng 34 ly. Vâng tiếp tới con E3 giới thì cho các bác một con hàng hệ dòng phát chuyên nghiệp đây ạ. Tuy nó ở phân khúc cỡ trung bình nhưng với những thương hiệu này, những cái dòng này, đời này các bác có thể phát cây gã được nha giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Sinoa thợ gọi là Sinoa shop đây ạ à. ba số cũng được số cũng được 250 25 cc lòng 33 ly có trợ lực nha phiên bản này có trợ lực và đặc biệt hơn phiên bản này bên nông cơ thành dịch đã lên chế mới cho các bác một dòng chế cực kỳ tiết kiệm xăng nha dễ chỉnh sửa dễ thay tháo chế ga ngang hai kim chỉnh kim chỉnh xăng kim chỉnh gió và với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bố tum niên cùm nhôm tay gà dỡ đầu bò cho các bác và cái giá bữa này con này em cũng bán ra E3 chỉ 1 triệu 600 ngàn đồng nha Vâng với cái giá này như ở rất nhiều trên video đã nói đấy ạ Với một con Sinagua shop với cái giá 1 triệu trăm ngàn đồng Bác mua tương ứng với số công suất của nó là 25cc lòng 33 ly Em khẳng định với các bác đây là sự lựa chọn tốt nhất Nhất là em đã lên chế cho các bác rồi Cái giá này nữa đó chọn cái con này là nếu mà để có tầm tiền các bác muốn bỏ tầm tiền đợt này á con này là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác đây ạ cái tour của những cái dòng này cực kỳ nhanh luôn như các bác. Vâng nhà bà hôm nay chỉ 1 triệu 600 000 đồng nha. và hôm nay chỉ 1.600 lần đầu cho thương hiệu Cederwa Shop thì qua ba số 250, 25cc lòng 33 ly ạ. À. Tiếp tới một con hàng hệ nữa đến từ thương hiệu e ạ, e phiên bản e SRE 260R. 26cc lòng 34 ly và đây cũng là một trong những phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu e phân khúc cỡ trung bình, 26cc lòng 34 ly nha các bác. Đó với những phiên bản này thì đồ thay tháo nó cũng sẵn nữa. Đó là một trong những phiên bản phát chuyên nghiệp phân khúc cỡ trung bình với phiên bản trục giật trợ lực bằng cót lớn này. Đó, các bác thấy đấy ạ, cái trục giật nó phồng to như vậy là trục giật trợ lực bằng cốt lớn, giật rất nhẹ nhàng. Và đặc biệt hơn như em nói lại, phiên bản cao cấp thì buộc phải đi với chế ga ngang Wamoro, hai kim trình tung liền tung nhôm, tay gà giữ, công tác luôn trên tay. Đầu bo chắn cỏ rin nguyên bản cho các bác. Vâng nghe bốn hôm nay chỉ 1.950.000 đồng nha.

chỉ 1 triệu 950 000 đồng. Và cái chu 260 thì cũng có rất nhiều phiên bản nha. Có những phiên bản em bán 1 triệu 6 một cây cũng có, 1 triệu rưỡi chục cũng có, 1 triệu 7, 1 triệu 8. Ê chu phân khúc 26 sẽ rất rất nhiều phiên bản. Và với những cái phiên bản cao cấp này nó là phiên bản đắt tiền nhất đấy ạ. Cách đây một tháng trước em bán 2 triệu 1 đấy, nhưng mà giấc nay ở cái rất cuối năm này nó chỉ có giá 1 triệu 950 000 đồng ạ. Đó như con E5 cũng vậy, một con Mitsubishi đời TU bữa nay like bên động cơ với thành định gì bán 1 triệu 900 ngàn đồng nha Vâng E5 1 triệu 900 ngàn đồng cho thương hiệu Mitsubishi đời TU TU 26 26 cc lòng 33 ly với phiên bản này cũng có trợ lực bằng nó so chế ga ngang chế qua màu chế một kim và tất cả những thương hiệu Mitsubishi TU đời TU mặt hàng chính hãng thì nóc máy có dập chữ Mitsubishi dập nổi logo thương hiệu Mitsubishi nha với tình trạng của em nó cũng đi nguyên bản hết cho các bác đang sử dụng bố tum rơi tum nhôm bố côn 260 đó có thể ạ con này đẹp xuất sắc cho các bác luôn tay gà giữ đầu bò riêng cho các bác và giá của em nó bữa nay như các bác có thể ạ chỉ 1 triệu 900 ngàn đồng nha E5 1 triệu 900 ngàn đồng ạ <laughs> Vâng, tiếng máy còn rất êm như các bác. E5, 1 triệu 900 ngàn đồng. Giá đã bao gồm phí ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Vâng, sang tới con E6 Mitsubishi đời TL, TL23. 23cc lòng 31 đi và chỉ có giá 1 triệu 650 ngàn đồng. Với phiên bản chế ga ngang Wamoro, hai kim trình Với những phiên bản Mitsubishi đời TL từ 20 đến 26. Lốc máy buộc phải dập nổi, made in Japan dập nổi để các bác phân biệt hàng nhái thật nha. Đối với phiên bản này thì cũng đang sử dụng bố tum rơi, bố tum 260, tay gà giữ, đầu bo chắn cỏ riêng nguyên bản hết cho các bác. Và có cái bộ tay này có điều chỉnh được góc độ nha. À. Đó, khi các bác muốn điều chỉnh tay như những con khác thì các bác phải vặn bằng nục rác hay là tô vít gì đó. Nhưng với con này ạ, à, các bác chỉ cần nới ra này. Đó, các bác xoay này. Các bác thích cỡ nào, nghiêng cỡ nào ạ. À. Rồi các bác vặn lại. là ok. Đó, rất tiện lợi nha các bác. Vâng, E6 hôm nay chỉ có 1 triệu 650 000 đồng nha. E6 1 triệu 650 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL23. 23cc lòng 31 đi ạ. 1 triệu 650 000 đồng E6 Vâng sang tới con E7 Giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa Mitsubishi TB26 Không có một điểm gì chê cho con máy này nha Có mỗi cái điểm mà mất một tỷ tỷ mấy Hai cái thanh ở đây thôi ạ à. Còn ngoài ra con này không có một điểm gì chê ạ à. Nó với những đời Mitsubishi TB26 Đây là một trong những con xuất sắc nhất Tại động cơ thể định rồi đấy ạ à. Tình trạng của em nó thì đi nguyên bản trăm phần trăm cho các bác Chúng giật trợ lực chế ga ngang qua đồ, hai kim chỉnh chắc chắn rồi lốc máy dập nổi mấy ban dập nổi nha để các bác phân biệt hàng nhá anh giật có từ cái chân bảo vệ bị xăng các bác thấy đấy ạ nó còn in hết tum liền tum nhung và đặc biệt hơn nó đang sử dụng bộ tay ga bóp hệ xịn sò nha tay ga bóp hệ xịn sò đầu bò riêng cho các bác đầu bò ngược trồng cuốn cỏ và vâng, bộ cần của nó có thể ạ không có một điểm gì chê hết ạ tay ga hệ xịn sò có có mức tăng chỉnh cái dây ga ngay hộp tay ga nha công tác xuống là tắt lên là bật và với con này thì vẫn bán xả cho các bác nha chỉ 1 triệu 850 000 đồng thôi các bác ạ à. đẹp xuất sắc E7 1 triệu 850 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TB26 26cc lòng 33 đi mất một tí 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 vỏ này thôi ạ đó mất một tí tí vỏ này thôi và con này cũng là một trong những con quý đời của Mitsubishi TB nhá tại vì thường thường những dòng TB này nó sản xuất năm 2009, 2010 đến cùng năm 2012 thôi ạ. À. Nhưng mà con này 2015 nhá. Em chưa thấy con nào 2016 đâu. 2015 là chắc chắn là nó là một trong những đời cuối cao nhất của đời TB rồi đấy ạ. À. Vâng, E7 giá chỉ 1 triệu 850 000 đồng ạ. À. bản Mitsubishi đời TB tua nó còn nhanh hơn đời TN đấy ạ à. để mà cá nhân đánh giá nó cũng chất lượng ngang với đời TL thôi nhưng mà lý do nó không được bằng TN ấy ạ à. thường thường ví dụ những cái dòng TB này nó sản xuất toàn hầu như đa phần bố tung liên đó là nó trinh giá tiền nhau thôi ạ à. còn chất lượng để mà cá nhân đánh giá là nó ngang nhau như các bác E7 giá 1 triệu 850 ngàn đồng ạ à. Với các bác thích những cái thương hiệu như Mitsubishi TL26 các bác có thể chọn con E8 ngày hôm nay Mitsubishi TL26 phân khúc 26 cc lòng 33 ly với phiên bản chế ga ngang Wamoro hai kim chỉnh tung rời tung nhôm bố côn 260 Đó, như các bác thấy ạ xuất sắc nha tại cả giữ đầu vò chắn cò riêng nguyên bản hết cho các bác giá 2 triệu 150 000 đồng nha E8 2 triệu 150 000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL26 phân khúc 26 cc lòng 33 ly ạ triệu 150 000 đồng Vâng sang tới con nha 9 giới thiệu cho các bác, một con khung nông bạo chúa Một con máy lớn nhất của những dòng máy phát cỏ nha Đến từ thương hiệu Sienagua Có tên là Sienagua S45 45 lòng 40 ly nha các bác Như các bác thấy ạ Với những con này đó cũng là một trong những con xuất sắc nhất rồi đấy ạ và tại vì những dòng phát chuyên nghiệp với những con máy lớn thì không có chuyện lý do là bên Nhật họ phát một hai bình xăng họ bỏ đâu, không có đâu ạ họ bỏ ra cái túi tiền nó tương đối cao thì chắc chắn rồi họ cũng phải làm nhiều đó là đó nên em mới bảo là nếu mà để mà làm nhiều với những con như thế này đẹp như thế này cũng là một trong những con xuất sắc rồi đó từ cái bình sang rin nếu mà để mà cái đời s 45 này nó cũng là một trong những con bình xăng trắng rồi nha đó con không nó thâm gì thâm gì xí ạ và như 45 cc của dẫn dòng máy hơi cỏ đó là một trong những con công suất lớn nhất rồi như các bác và đặc biệt hơn phiên bản này đã lên chế ga ngang chế warmer chế hai kim chỉnh chế rin cho các bác nha với những cái dòng này ở các kênh khác thì thường thường người ta cùng nắm người ta cũng nên chế ga ngang nhưng mà nên chế mới cho các bác thôi Nhưng với bên ông quyền thành định những cái hàng xịn sò những cái hàng chất lượng như vậy ạ à, em nên chế rin nha các bác nha chế rin chế qua pro hai kim chỉnh cho các bác luôn quá xịn sò luôn ạ à. tung liền tung nhôm và đi kèm với nó là bộ tay ga bóp mỏ vịt nha xịn sò cho các bác cái cần của nó đã máy lớn rồi cái cần của nó cũng thiết kế lớn nha đó ống cần phi 28 cơ ạ đầu bò của nó cái này gọi là đầu trâu luôn đấy ạ cực kỳ to luôn to như nắm tay vậy có một cái chắn cỏ là chắn cỏ mới thôi nhưng mà chắn cỏ mới là có loại dày dặn loại to nha các bác máy to thì phải đi với toàn độ xịn sò hết cho các bác ạ bộ cần của nó bộ cần xoay được nha nói chung là các bác không phải lăn tăn về cái bộ cần xoay này được nói chung là nó không nó không đứng với nó chứ còn xoay các bác thích nó chết thì các bác chỉ cần khóa cái này này có vặn chặt này khóa lại là tự nó chết mở ra thì nó xoay thường thường những dòng máy lớn là thiết kế như vậy nha các bác Vâng E9 ngày hôm nay sẽ có giá 3 triệu 550 000 đồng nha Với cái giá này để mà các bác nào không biết về những cái dòng máy cỏ bãi những con mặt hàng hệ này Thì coi giá đó là cao Nhưng mà để mà các bác nào đã sử dụng qua những cái dòng S35 hay S45 này ạ Cái giá này đã bán rẻ hơn giá thị trường 3 400 000 một con máy rồi đấy ạ Vâng E9 3 triệu 550 000 đồng cho thương hiệu Senegal S45 45cc lòng 40 ly nha Và con này thì tạm thời bên Đông Cơ Thành Định còn con cuối cùng <laughs> Không có con tương tự đâu Duy nhất một con nha các bác Không có nhiều nha hàng này S35 thì còn nhiều nha Các bác thích mua những thương hiệu như S S35 bên Đông Cơ Thành Định vẫn còn nhiều Nhưng S45 con này còn cuối cùng rồi đấy ạ Vâng nha 9 3.550.000 đồng ạ Vâng, E9 các bác có thể thấy à, tiếng máy cực kỳ đã luôn, hơi em giật thử hơi cho các bác này. Bắc, bắc, bắc này. Đó, cửa đỏ đấy ạ. À. Và với những cái mặt hàng chính hãng như nòng này, nó có chỗ chữ Senegua này. Còn các bác muốn kiểm tra lốc máy thì ở dưới cái bình xăng này phải tháo cái bình xăng này này. Một nó dập nổi tên thương hiệu, hai là cũng có con nó dập nổi, mấy Japan dập nổi nha. À và với những thương hiệu này nói thật với các bác cái ba cái lốc máy này là không có đồ nhái đâu ạ, à, chưa có đồ đâu. còn chế qua rồi chế rin chắc chắn rồi, nó ở bên tay hông bên tay trái này nha, nó có chữ gom ở chỗ này này. đó là chế rin, nói chung là dân thợ thì cũng chẳng phải quản cáo nhiều, nhìn xa là đã biết rồi, có vứt ra đến cách cái bốn năm mét rồi rin hay không rin là biết ngay rồi. và cái tính nổ của những cái dòng này ạ, tua của nó cực kỳ nhanh luôn và đa phần những cái con mà hàng chất lượng, hàng đắt tiền em quay rất kỹ rồi nha và các bác lưu ý bên em cơ thì định sẽ không quay lại đâu. Ví dụ các bác chốt máy có Zalo thì em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa, chắc chắn chốt tin tưởng cửa hàng thì nhắn địa chỉ số điện thoại người nhận thế là xong thôi ạ. Vâng, con nhà 9 giá 3 triệu 550 000 đồng nha. Vâng, từ E1 đến nhà 9 đều đến những thương hiệu máy hay thì đó, phân khúc hôm nay thì từ 23 thôi không có máy nhỏ lắm đâu, toàn cỡ trung bình trở lên. Và cái giá tiền cũng rất đa dạng nha, tùy theo mục đích, tùy theo túi tiền các bác có thể lựa chọn cho mình những con ưng ý nhất, tùy theo cả công việc nữa ạ. Và bên nông Cơ Thành Định luôn luôn có những thương hiệu 2 thì Rồi có những thương hiệu 4 thì ạ Tại vì cũng có những bác thích 4 thì Cũng có những bác thích 2 thì Và nông Cơ Thành Định luôn luôn có những thương hiệu Honda GX25 Made in Japan sản xuất nha Vâng hôm nay giới thiệu cho các bác hai siêu phẩm đến từ thương hiệu Honda Và siêu phẩm bữa nay có đẹp vậy chứ đẹp nữa Em cũng toàn bán xả cái giá xả cái rất quế làm rồi nha Honda GX25 25cc lòng 35 lìn Made in Japan sản xuất À, và tất cả những cái thương hiệu Honda nha mặt hàng chính hãng nốc máy đều có dập nổi hết từ cái lắp áo này áo này áo gió áo bô e các thứ nha các bác kiểm tra tháo đã kiểm tra nó ở bên dưới hết nha vâng hai con này đẹp như nhau xuất sắc như nhau và đời như nhau nha đều sử dụng bố tung rời tung nhôm bộ côn 260 hết đều tay ga giữ nha tay này tay ga giữ công tác lên là tắt xuống là bật hai con y chang nhau nha có cái cần màu cần nó khác nhau thôi ạ Đầu bò chắn cỏ riền nguyên bản hết cho các bác Đầu bò ngược chống cuốn cỏ nữa ạ Quá xịn sò luôn ạ Từ cái bao ra có thể thấy ạ Còn in hết nhá Đó Con này với những hai con này Nó cũng là một trong những con xuất sắc nhất Tại động cơ thành định rồi đấy ạ Và cái giá bữa nay em lại bán xả nhá Chỉ 2 triệu 600 ngàn đồng nhá E10 2 triệu 600 ngàn đồng E11 cũng 2 triệu 600 ngàn đồng Cho thương hiệu Honda GX25 25cc lòng 35 đi và chỉ có cái giấc cuối năm này nó mới có giá như vậy anh ạ. Sang đầu năm nó lại giá khác rồi đấy các bác ạ. xăng nó chưa lên nha nó phải đóng nghe đóng nghe xong xăng lên rồi nó phải thả xuống còn khi mà nó đổ như bây giờ ạ nhẹ cái nó đổ thôi ạ Vâng em 12 triệu600 là đồng ạ em 11 cũng vậy nha hai con đẹp như nhau xuất sắc như nhau và giá tiền cũng như nhau em 11 cũng 2 triệu600 là đồng ạ 10 và E11 đều đến từ thương hiệu Honda. Honda gửi 25. 25 cc lòng 35 ly đẹp như nhau xuất sắc như nhau và giá tiền cũng như nhau 2 triệu 600 ngàn đồng ạ Vâng em vừa báo giá cho bà con nô máy 11 con Vâng em xin nhắc lại máy em báo trên từng mặt hàng từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác Vâng, bác nào chưa thích con nào này chưa chọn được con là chốt chậm chốt hụt Các bác nhấn nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo Ngày nào cũng phát sóng hết ở cái khung giờ 6 giờ 30 phút cho đến 7 giờ buổi tối hàng ngày Hoặc là liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn vào đặt hàng Và yêu cầu những con tương tự khi mình chốt hụt nha Đó, ví dụ em bảo con Honda này bán rồi anh ạ Đó, các bác có thể kết bạn qua Zalo chụp hình ảnh đó lại một là chụp hình ảnh con đó lại hai nữa là các bác nhắn tin cái tên thương hiệu của con máy đó lúc đó em sẽ báo thợ làm và uh, gửi hình ảnh hoặc là video một con tương tự cho các bác rồi ok đúng con tương tự thì các bác nhấn địa chỉ số điện thoại người nhận để là dòng đó hình thức rất đơn giản nha các bác với em sẽ kết thúc video tại đây xin chào toàn thể bà con cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ